rồi.
đi thoát rồi. Ơi, chưa biết con. Quá nấu đèn em. Cái nó không hay bằng. Con vẽ nữa cho con kể cái gì hai màu đúng rồi, không hợp hai màu nó không hòa với nhau này. Im im lặng, mày đang quay phim mà sao con nói nhiều quá vậy Sara? Con muốn vẽ ra cái giấy khác mà vẽ chứ mẹ đang làm của ba mà, đó là vẽ đầy là hợp nữa. Đưa cọ cho ba vẽ rồi. Viền đẹp hơn mà viền nó khói.
Rồi sáng nó lên chưa? Sao được nha. Làm hết chưa đây?
Yeah.